Tiểu Vi đòi cắt đầu BB Trần. Mỗi đứa một hộp là vừa đó. Mọi người ơi, mọi người, mình bình tĩnh, mình nghe Vi nói nè. Mình nói cái gì đó tỉnh táo nhất đi nè. Nói coi. Nè, cái đầu anh BB bỏ vô đây. Cái chừng anh bỏ. Mọi người ơi, bên chương trình về và lọc thêm side effect dùm nhanh. Đón xem chương trình vào lúc 21 giờ thứ tư hàng tuần trên kênh Cà Sơ TV.